Con ong to chưa này? Đang hút hoa này. Thấy chưa? Ong to như xin chào toàn thể các bác nhé. Lời chúc đầu xuân, chúc các bác một năm thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực và đạt được mọi mục tiêu đặt ra trong năm các bác nhé. Bây giờ là gần 5 giờ chiều ngày mùng 3 Tết các bác, chính thức hết Tết rồi. Đấy, thì thời tiết rất là đẹp. Ở các bác thì chỗ các bác sao? Và các bác ăn Tết có vui không? Có gì mới không? Em thì thấy rằng năm nay có đặc biệt là cái thời tiết các bạn. Thời tiết thì chưa năm nào mà nó lại vào cái độ Tết như này mà nó lại mưa rất là to. Có nơi mưa đá, miền Bắc các bạn nhé. Miền Nam tôi không rõ, nhưng mà miền Bắc là toàn miền Bắc thường là mưa, có mưa đá và mưa rất to và có sấm chớp. Thường những cái thời tiết kiểu như này thì chỉ có mùa hè thôi. Đấy. Mà nó lại rét các bạn. Rét thường là rất đối nghịch với lấy mưa to và mưa đá các bạn. Gần như tôi chưa thấy bao giờ. Chưa thấy bao giờ vào lại đúng 30 và 1 30 và 1 Tết thì nó có một cái rất là đặc biệt. Tức là có vẻ như năm nay có cái gì đấy nó tuột biến chăng các bạn ạ. Thế và thì thời tiết thì cũng nó với cái đặc biệt là mùng 1 thì không đi được đâu, nhưng mà vì mưa gió triền miên thì, nhưng mùng 2, mùng 3 lại rất là tạnh giáo và nắng. Mùng 2 thì nắng và ấm. Hôm nay mùng 3 thì nắng nhưng mà có chút rét buốt hơn một chút. Đấy, thì nhưng mà thời tiết cũng rất là đẹp như này. Đi thoang thoảng cái tầm chiều này ra ngửi cái hương hoa mộc này dễ chịu lắm các bạn. Thích, rất là thích. Các bạn rất là thích. Đúng lúc nở thì gặp mưa rất to các bạn. Cho nên nó bây giờ nó rũ hết xuống. Rũ hết xuống. Nhưng mà vẫn còn rất là thơm. Rất là thơm. Trước hoa nó vàng ươm các bạn. Bây giờ nó bị ố đi rồi. Bên kia có một cây nữa. Đấy, hai cây mộc rất là thơm. Nhất là tầm chiều này. Tầm chiều này cái không khí nó có vẻ như nó không hiểu là cái thuật ngữ như nào, nhưng mà nó đặc, nó có sương xuống dần ấy. Cảm giác như nó cái mùi hương của nó được không được bị bay đi, mà nó cứ lơ lửng ở cái tầm mình hít thở, cho nên rất là thơm. Đấy các bác, cây ổi này thì vặt lộc thì cắt thì cũng khá lâu rồi, thì nó đã nảy, đang bắt đầu nảy rồi. Cây ổi này thì đấy vẫn đang để chơi, rất là hay. Một cái ổi rất là hay mà bây giờ anh em muốn sưu tập là cũng khó đấy, ít, không có nhiều đâu các bạn. Được ngồi trên đá này rất là lâu năm rồi, thì các bác theo dõi trong năm thì đã biết rồi. Đấy các bác. Đấy các bác, đây. À đây, cái cây sống đời đây. Làm hai chậu chơi Tết. Ở quê chỉ vậy thôi. Chỉ vậy. Đây, một chậu nữa đây. Đang nở hoa. Hoa rất là bền. Các bác nhìn thấy cái cây hoa lan. Hoa lan đấy con. À, đúng rồi. Hoa lan à? Theo con gái hoa lan xem nào. Hoa lan của ông anh, nhưng mình không chơi hoa các bác. Đấy. Đúng rồi, con người xem có thơm không? Hoa đẹp nhỉ. Ngoài kia có nhiều lắm, nở ngoài kia rất là nhiều. Để bên vườn bên kia kìa. Đấy. Chà, cây đào này thì nở hết từ trước Tết rồi, sớm quá. Đấy, lan. Đẹp các bạn nhỉ, nhìn cái đẹp chứ. Đấy, cái gốc, kiếm một cái gốc này hay đi. Cái gốc cây tự nhiên, cái gốc đào lên tự nhiên nó có hai cái dễ cọc này. Phần thân cắt đi ở chỗ này này, phần gỗ từ đây xuống, đây trổng ngược lên đấy. Đấy,
quay trở lại với những cái cây mà mình cắt từ trước Tết. Đúng hôm 30 đi các bạn. Đúng chiều 30 mới hoàn thiện. Con vào lấy điện thoại. Ai gọi? Đấy, cây quất à con? À đúng rồi, cây quất à. Con muốn khoe các bác cây quất à? Cũng được nhỉ. Trước đấy thì cây này thì rất là nhiều hoa và lộc đây, nhưng bây giờ nó thành quả trước cả tôi mua các bác. Đấy. Thì thấy cũng coi cây ok đấy. Cây ok. Đấy. Cây quất này thì các bác biết. Đúng rồi. Có bạn nào vặt quất của bố đúng không? Đúng không? Có ăn gì? Chuối. À, chuối à? Đấy, các bác thấy cũng tạ ổn, thế chơi thế là đầy đủ rồi. Cái này thì là lừa đi mua thì không nói rồi. Có tiền là có đẹp thôi. Đúng rồi, con giới thiệu đi. Con đứng đây, con sẽ... Tôi rất là thích cái cây nào này các bạn. Từ ngày xưa tôi mua ở dưới cái bãi ở dưới chỗ Hoài Đức ấy các bạn. Chỗ Hoài Đức Hà Nội mà dọc đại lộ Thăng Long ấy. Từ cái hồi mà độ tầm... Đúng rồi, nhị hoa. Độ tầm khoảng 10 năm nay rồi. Nhưng mà lên chậu và chơi được. Chơi trên nhà nó khoảng độ 5 năm. Cây này nó khoảng 5 năm cứ để trên chậu này thôi. Trước đây tôi cho nó xuống đất trồng rồi. Xong rồi thấy nó rất là ok, tôi lại cho lên chậu. Thì nó ở trên chậu như này khoảng 5 năm rồi. Trước đấy thì nó ở trên cái chậu cũ. Cái chậu này mới thay được khoảng độ 2-3 năm gì đấy. Đấy, thì cố gắng giữ cây đào để... Lúc mùa nó là một cây đào non rất là tơ và rất là khỏe. Đấy, bây giờ nó đã có một số cái dấu hiệu nó bị sùi và nó khô thay cành này. Vì mình không chăm ấy. Và nó trên chậu, đào mà trồng trên chậu là rất khó. Hoa giấy hả con? Đấy thì đào trồng trên chậu là rất khó, mà lại cứ quanh năm suốt tháng trên chậu mà không chăm bón gì rất khó. Nhưng mà thế cây này nó vẫn là ok, hoa nở còn lâu mới hết các bạn. Đây này, ví dụ cành này còn đang phơi phới này. Đây một số cái cành nở trước không nói nụ này, đào phai cánh kép. Đấy các bác nhìn. Đấy, đây kia còn rất nhiều hoa. Đào nó là vậy mà, dù có nở sớm hay muộn nhưng mà không bao giờ hết hoa ở nếu cái mùa hoa. Cái gốc của nó rất là thích. Đấy. Cái gốc nó rất là thích. Cái bẩn đó. Đúng rồi, nó đen bẩn đúng không? Đi ra kia giới thiệu cho bố những cây khác đi nào. Đi cùng con ạ. Đi. Giới thiệu cho các bác những cây nhà mình. Đấy, sân nhà mình nó sạch thế. Hôm trước cái chắc là thích lắm các bác. Đanh này, các bác nhìn này. Bao nhiêu năm tháng nó có thế này. Nhưng cả những cái nhỏ nhỏ này không bao giờ bị mục. Đanh này lục tượng tôi thấy chỗ này rất là phê. Lục tượng chỗ này. Đấy, cái nó này xùi tự nhiên này. Xùi tự nhiên này. Chắc, đanh, lõi này. Rất là đanh. Gỗ chắc. Lục tượng tuyệt vời. Cái du này. Rồi, để từ từ bố từ từ tí. Cái du đang nảy lộc, nhìn cứ như khô nhưng mà đang nảy này. Đang chuẩn bị nảy này. Hoa giấy, đúng rồi, hoa giấy hồng sắc pháo. Đang nhiều hoa đây. Hoa giấy càng cằn càng nhiều nắng càng nhiều hoa. Đấy. Đúng không? Cây ổi tôi thích cây ổi này lắm các bác. Đam mê ổi là cố gắng lắm mới lấy được cái cây này về đấy. Các bác. Đấy, nhìn đường thân phê. Đường thân phê. Đấy, các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Rất điệu đà. Rất điệu đà. Thế và hôm trước tôi có nói các bác là định khai xuân cái vật lá cây này này. Nhưng mà bây giờ thì để chơi đây các bác. Mấy cũng biết là mấy cái mùng 3 mà mình nếu mà để cái này dưới Hà Nội, dưới chỗ tôi ở, tôi sống và làm việc ấy, thì tôi vặt ngay. Nhưng mà bây giờ để đây thì các cụ thì vặt thì các cụ xót lắm, mà đầu xuân năm mới các cụ không muốn, mình cũng không. Thôi để lại, và thực tế lá nó đang rất là đẹp, lá bánh tẻ. Đúng rồi, chỉ ngại một chút là không biết đến bao giờ về, thì lúc nó mình về nó lại form tán điếc, nó lại bung hết ra rồi trên này. Mình muốn cắt sớm để chỉnh lại cái dăm và khoe các bác cái dăm, nhưng mà được thôi, để lại hẹn là một ngày sớm nhất tôi về tôi làm cây này. Này, một cây gì rất giá trị cơ. Rất giá trị.
cả về dáng thế lẫn cái độ hoàn thiện của nó. Dáng thế, một cái khẩu độ, một cái thân cốt ai rất là lạ, rất hay. Hết rồi mẹ đổ nó. Hết rồi mẹ bắt đầu bỏ lên nào. Chậu 50-50 lục lăng 50-50 vuông vắt góc. Đấy. Đấy các bạn. Cây rất là hay, hôm nay tôi rất muốn khai kéo cái cây này, nhưng mà đây. Làm phép một tí, làm phép một tí các bạn ạ, làm phép một tí, cắt vài chỗ cho nó gọi là lấy ngày. Hôm nay ở các bác thì sao, nhưng mà vùng tôi là người ta đi buôn đi bán, là người ta đi chợ, người ta mở hàng, biết hôm nay đấy. Đầu năm mua muối, người ta mua ít muối hoặc là mua ít những cái đồ để tượng trưng mà bác cho một năm mặn mà rơi đậy loại như vậy, hoặc là mua bỏng mấy cái bỏng gạo các bác, để cho một năm nó nhẹ nhàng như bỏng đại loại vậy. Đấy thì như tôi thì tôi khai kéo khai kéo các bác. Nhiều bác chắc cũng khai kéo đấy, làm lễ khai kéo thì cho một năm nó thật là đầm ấm và có nhiều những cây tác phẩm hay các bác ạ. Đó thì thế ra con chó bị ngứa đấy các bác, khai kéo một chút. Lá đang bánh tẻ rất đẹp các bạn. Đấy. Đấy các bác. Này, nhìn thấy nó phê đúng không ạ? Nhìn đây. Đấy. Nói với các bác là cố gắng cả một năm ngoái là mới được cái cây này. Cả một năm. Thậm chí là cả những cái tích lũy trước đó, năm trước đó, tất cả để dồn hết tình yêu cho cây cối quá. Nhà thì không một xu nhưng mà vẫn cố gắng để sở hữu những cái cây mà mình có thể cố được các bạn. Đấy, rất khó khăn nhưng mà thôi thì cố được thì ta vẫn cứ nên cố. Đủ cố là cố được các bạn. Và quan trọng là mình sau đấy mình tâm đắc, mình thấy thích. Chứ mà cố xong mà thấy nó chán nó thì đúng là lúc ý nó là rất là khổ, rất là khó chịu, khó xử. Đấy thì hôm nay thì xin phép vào kéo một tí như thế thôi. Một tí nữa tôi sẽ dựng camera và dừng video, và tôi sẽ nhặt tỉa sau thêm một chút để lấy ngay. Đấy. Đẹp, rất đẹp. Hôm nay thời tiết cũng rất là sáng, trời sáng khô ráo. Đây còn cái cây này sau khi cắt xong tôi cũng rất là tâm đắc, nó rất là tự nhiên, một cái gì đấy nó rất là tự nhiên. Tôi đang đo để tôi mua cái chậu đến đây, đến chấm bệ bên này và bên này và bên này, và cái chiều rộng này cũng thu ngắn lại đến đây. Đấy. Chỉ còn là bao nhiêu thôi, và đầu này cũng vậy, đầu này còn lại bao nhiêu thôi. Đấy các bác. Và khi trồng lại thì sẽ nghiêng sang bên này một chút, vì nó đang bị hơi sụt xuống bên này, lúc nó nặng quá đất nó sụt. Và xoay cái mặt chính nó như này, nó sẽ dùng cái mặt này, tôi sẽ dùng cái mặt này là mặt chính này, thì sẽ rõ được cái ba cái vai. Hiện tại đang để mặt này, nó hơi bị che mất cái vai đằng sau. Đấy các bác nhìn đấy, và nó hơi nghiêng đấy thì các bác nhìn thấy không, còn một cái rễ kia rất điệu đà nên tôi để lại. Đấy các bác nhìn, các bác nhìn, tôi rất là tâm đắc cái cây này, tôi thấy nó cực kỳ cổ thụ và tự nhiên, cái dáng dấp của nó rất là tự nhiên, có phân đoạn thoát thân và sau đấy là chia ba vai, một cây rất là thiên nhiên. Cứ chia luôn ba vai ở dưới thì nó chỉ là cây cảnh Việt Nam thôi các bác. Đấy, có lần tôi đã trình bày rồi. Đấy, nó là một cây mà các bác nôm na các bác thì hiểu là các bác xem, nếu mà chưa có dịp đi thì các bác xem là trên chương trình nước ngoài có một số cái sa mạc, tự nhiên có một số cái cây nó lại mọc ở giữa những cái đám cây bụi ở trên sa mạc. Đấy, gần như là có một thân một mình của nó thôi,
trên cái sa mạc và nó vẫn sống. Thì nó form nó giống này, vì nó toán nó tròn đầy xung quanh mà không có bị gì cái gì che. Đấy, các bác thì các bác tôi tưởng tượng như vậy và tôi khá là tâm đắc cái này thì ở ngoài các bác nhìn sẽ rất là phê hơn, kiểu hơi này này. Lên hình nó thứ nhất là đằng sau nó có nhiều thứ lộn nhộn nên các bác không thấy nổi. Đấy, nhưng mà tôi khẳng định là cái này là cái đẹp. Cái này thì khỏi bàn rồi. Cái này thì quá ok rồi. Sùng. Cây này thì chơi vui thôi, không nhiều giá trị nhưng mà làm đúng hướng thì cũng sẽ rất là ok. Đấy các bác ạ, toàn cảnh là sân nhà quê, chẳng có nhiều cây đâu các bác, nhưng mà có một số cây thì nó cũng đang tốt đẹp dần lên thì cũng rất là vui. Cái không khí trong năm mới nó rất là vui. Và cái thời tiết, giữa cái thời tiết đấy, gà này các bác, quê nó như này, gà nó cứ nhảy này, mà cây nhỏ mà về thì mệt lắm, vã cái cây to này. Nhãn đấy, cây nhãn đôi mộc hương ở cổng đón khách thơm. Tôi mùi hương nào thích nhất, chắc tôi thích nhất là mùi mộc hương, mùa hoa mộc hương. Đấy, còn lại các bác cái thân cây gỗ này, cái ổi này, ngữ đây cũng khách đến cũng rất là thích ngắm. Đấy, một cái ổi rất là quê hương thôi nhưng mà ai đến cũng phải ngắm. Rồi, cảm ơn các bác. Đấy là khung cảnh sân quê nhà tôi. Thì này, trong nhà có một cành đào. Toàn cảnh nhà sân quê này thôi, còn trống trải lắm, thì còn quy hoạch dài. Đấy, dần dần sang năm thì hy vọng sẽ có mục tiêu là có thêm 1-2 cái tác phẩm nó kinh điển nó như con này, như con sành lão mài này. Các bác cũng cứ đặt ra một số cái mục tiêu và cố gắng hoàn thành các bác nhé, để sang năm ta lại có những cái chuyện nói với nhau. Rồi, xuân mới, chúc thắng lợi mới các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.